Chào anh em. Đây, trên tay tôi là sản phẩm vịt tra dầu hay là bình tra dầu. Nó có nhiều tên gọi. Và anh em nhìn ngay trên cái hình của nó, anh em có thấy là cái này dùng để chuyên tra dầu nhớt vào xích xe máy này, rồi bản nề cửa này, rồi những cái đầu ốc, đầu vít, thì nó khá là tiện dụng cho các gia đình. Gần như là gia đình nào cũng có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm này. Đây là sản phẩm của Tunsen. Bình thì chứa là 300ml, mã sản phẩm thì đây 65223. Nhưng mà đặc biệt một cái thì nó khá là hay, một cái điều là với sản phẩm rất là nhỏ gọn, và cái này là sản phẩm chính hãng anh em nhé. Tôi mở ra cho anh em thấy là bên trong nó có cái gì. Thực ra nó cũng chả có gì khó khăn nhiều, nhưng mà chúng ta dùng một cái sản phẩm chính hãng thì nó rất là tốt. Đây, đây là bộ phận bơm piston này. Anh em mỗi lần ấn thì nó sẽ co, nó sẽ giống như cái bơm xe đạp của anh em ấy, nó sẽ bơm lên, nó hút đây và nó đẩy ra cái đầu vòi này, là anh em có thể tra được vào lốp xe. Cái bình này là chứa 300ml. Cái này vòi này nó khá hay, một cái là bên trong là có cái ống thép dẫn ra và được bảo vệ bằng cái ống nhựa bên ngoài. Anh em có thể uốn cong, có thể tra ngược, tra xuôi, uốn cong vào ngóc ngách các thứ, anh em đều có thể tra được. Bản nề cửa hay là bất kể một cái sản phẩm, một cái nhu cầu sử dụng trong gia đình nhà mình như nào ấy, thì anh em mua sản phẩm này nó khá là hữu ích. Tôi đấy là đa phần thì người Việt Nam mình thì gia đình nào có xe máy này, có những cái khác này, thì anh em nên mua một sản phẩm này để trong gia đình nhà mình, để tiện dụng trong những cái lúc mà mình cần phải sử dụng đến từ kẹt rồi dỉ sét các thứ. Anh em nhé, ok anh em.